Vừa qua, công ty cổ phần đầu tư Thảo Dược Xanh phối hợp với Hội đồng Nhân sâm bang Wisconsin, Hoa Kỳ đã khai mạc tuần lễ ẩm thực Việt với sâm Wisconsin, Hoa Kỳ tại 5 nhà hàng lớn tại quận 1 ở thành phố Hồ Chí Minh, kéo dài từ ngày 17 tháng 12 đến hết ngày 23 tháng 12. Trong suốt tuần lễ, các nhà hàng sẽ phục vụ một số món ăn Việt Nam với sự kết hợp nguyên liệu đặc biệt là nhân sâm Wisconsin, Hoa Kỳ. Các món ăn được phục vụ trong tuần lễ bao gồm phở sâm Wisconsin, Hoa Kỳ, mì gà tiềm sâm Wisconsin, Hoa Kỳ, súp bồ câu hầm sâm Wisconsin, Hoa Kỳ, cháo đôi bò hầm sâm Wisconsin, Hoa Kỳ. Sâm Wisconsin, Hoa Kỳ có tác dụng tăng sức đề kháng, chống stress, hạ đường huyết, tăng cường sinh lực và đặc biệt không làm tăng huyết áp như các loại sâm châu Á. Từ đầu năm 2016, công ty cổ phần đầu tư Thảo Dược Xanh được Hội đồng Nhân sâm bang Wisconsin, Hoa Kỳ lựa chọn và trở thành nhà phân phối chính thức nhân sâm Wisconsin, Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam với các sản phẩm sâm nguyên củ, sâm cắt lát, cao sâm, viên sâm và trà sâm.